Đây để đều đều cây này. Hùng cầm cho cái vườn này là cái khoảng đường của anh mọi người chị. Xin chào quý vị bà con, hiện tại thì Hà Bình Ngon đang đứng ở một cái trang trại trồng bưởi Diễn ở bên trong khu công nghiệp Quang Minh ở bên Mê Linh, Hà Nội. Thì cái vườn này thì Hà Bình Ngon làm video để tư vấn cho bà con sau làm vườn trang trại lớn mà diện tích nó nhiều bằng phẳng, thì đây là một cái mô hình khá là chuẩn để cho bà con có thể múc nuống nên làm theo. Như bà con nhìn thấy đằng sau lưng Hà Bình Ngon đây là hai núm bưởi ở hai bên sườn. Thì núm của bưởi Diễn thì như thế này là khoảng 10m, 9,5m đến 10m, cộng cả tính cả bờ rãnh hoặc mương. Thì bà con múc là nếu diện tích rộng là bà con múc thành núm khoảng độ 9m cộng hai bên mương thì là thành 10m. Thì bà con sẽ trồng hai bên hàng bưởi ở hai bên cạnh, ở giữa thì bà con làm một cái nối đi để bà con chăm sóc, bón phân, cắt tỉa cành và thu hoạch quả. Có cái rãnh hai bên là để thoát nước xuống, để mục đích là làm sao, mục đích để cho bộ rễ nó tập trung ở trên cái núm cây. Và ở giữa này bà con đi thì vì là cái núm to 10m cho nên là bà con đi ở giữa là nó chỉ có chặt đất ở giữa, cái rễ thì ăn ra không nhiều. Còn nếu bà con làm núm một núm đơn là trồng hàng một thì bà con đi vào gần sát gốc thì rất là khó đi và thu hoạch quả cũng rất là khó. Hai nữa là đất sẽ bị chặt đất. Còn nếu bà con làm theo kiểu này, hai bên cạnh chúng ta trồng bưởi, còn ở giữa chúng ta làm nối đi, thì khi chúng ta vận chuyển và thu hoạch quả, bón phân, các tỉa cành, các thứ chúng ta đi lại nhiều ở đây thì chúng ta rất là thông thoáng và dễ đi. Bà con có thể đi tham quan một chút. Do lấy cái máy này anh cũng bảo em phải cắt được cái này. Còn là những cái đầu cành này là cái tăm này, nhưng không thể được tăm bằng cái để cắt bỏ những cái cho nó thoáng. Đây, những cái tăm sau nó có dặn dịch gì đó. Đây là những cái chồi ở trong nhá. Cái đầu này, cái đầu này là người cắt luôn đây là không có bệnh tật cắt bệnh đây tật
cái đầu, ví dụ đầu nếu một nhà chuyên gia làm vườn thì em thấy bưởi của anh 5 năm này, cây này là đạt chưa? Cây này là đạt. Anh mất mất 1 năm là cái năm đầu là kỹ thuật anh chưa có gì, mà sau bệnh anh biết. Anh từng nghe trên mạng thì chúng tôi tìm có bảo nhau đâu em, anh thấy xem video của em thì nó thiết thực quá anh em bảo là anh sẽ mời em về đây tư vấn cho anh cái. Nếu ấy tính cái đầu đất này thì nó bằng cái mặt bên kia này. Đấy, nó không thấp hơn, nó thấp hơn bên kia của đất lên rồi. Con nó sâu dưới thì đây của anh là bắt đầu từ cuối năm nay là đi vào tuổi kinh doanh. Chồng lại chồng bằng chính xác. Thank you.
ngoài ra kéo là nhìn cây nó khác này. Cái mắt mình nhìn mình cứ ra mình cắt thôi, mình ngắm một lúc mới cắt được một cây, trông khó lắm. Đấy là mà anh chưa ngắm được. Chưa tưởng tượng nó thế nào cả. Cái định nghĩa về cành còn anh chưa nắm vững định nghĩa về cành. Biết cây nào ra quả, cây nào không đồi đồ. Thank you.